Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video hướng dẫn về cái biến toàn cục. Đấy, vậy thì biến toàn cục là gì? Đấy, và cách sử dụng nó như thế nào? Thì như những cái bài học trước mình đã có giới thiệu qua về cái biến toàn cục, nhưng là mình chưa đi sâu để giải thích nó. Đấy. Và như các bạn đã biết thì ở bài học trước thì mình đã giới thiệu đến cả biến cục bộ. Đấy, thì cái biến toàn cục này thì nó hoàn toàn đối ngược với cả biến cục bộ. Đấy. Và trong tiếng Anh thì nó gọi là closed variable. Đấy. Đấy, ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để các bạn thấy được cái hiểu rõ hơn về cái biến toàn cục. Đấy. Ở đây thì mình khai báo một cái biến toàn cục là kiểu nguyên int global. Đấy. Và ở trong hai cái hàm main và hàm cái hàm bất kỳ này thì mình in ra cái global này. Đấy, tức là in ra cái giá trị global. Rồi. Tức là nếu ở bài học trước cái biến cục bộ thì mình sẽ phải khai báo cái biến cái global này ở trong cái hàm main này hoặc là hàm bất kỳ này. Đấy. Thì mới có thể in được ra. Đấy. Và bây giờ mình sử dụng thì với cái biến toàn cục này thì mình được khai báo nó ở ngoài này, tức là nó sẽ ngoài hàm main. Rồi mình sẽ chạy cái chương trình cho các bạn xem. Rồi ở đây nó in ra giá trị là 0. Đấy, thì vì sao lại như vậy mình sẽ giải thích như sau. Rồi, vì cái biến ở trong C thì mặc định khi chúng ta khai báo một cái biến biến toàn cục này, global này, đấy, thì nó sẽ mặc định rằng cái giá trị này sẽ bằng 0. Đấy. Và không những ở trong C và những cái ngôn ngữ lập trình khác như PHP hay gì đấy thì nó đều là sử dụng là cái biến toàn cục này nó sẽ mặc định là giá trị bằng 0. Đấy. Và không những cái kiểu nguyên này thì nó mới như vậy. Chúng ta sẽ thử sang cái kiểu mạng này ạ. Rồi ở đây mình sẽ khai báo một cái mạng cùng có 10 cái phần tử. Đấy. Và ở dưới mình sẽ in ra cái mạng đó. Rồi. @ Rồi. Đây sẽ là mạng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp với cái rằng là mạng thì các bạn hãy cứ tự tin rằng nếu như ta in tất cả các phần tử của mạng này ra thì nó đều bằng 0. Đấy, cũng giống như cái biến global này. Đấy, bởi vì trong cái C thì nó đã mặc định cho cái biến toàn cục này là có giá trị bằng 0. Đấy, và để chứng minh cho điều đó thì mình sẽ chạy cái đoạn code này cho các bạn xem. Đấy, mình giải thích thêm về cái đoạn code này là mình sử dụng cái vòng lặp for đấy để in ra các phần tử từ 0 cho đến bé 10. Đấy, tức là in ra tất cả các phần tử của mạng này. Rồi mình sẽ compile lại cho các bạn xem. Đấy, như vậy thì nó đã in ra cái phần tử của mạng. Đấy, như các bạn thấy thì nó đều in ra kết quả là 0. Đấy. Rồi. Và cái biến cục bộ này thì các bạn cũng có thể làm tương tự cho cái kiểu là chuỗi đi ạ. Đấy. Như mình nói giới thiệu ở bài trước thì cái mạng và chuỗi nó thực ra nó cũng là một cái kiểu nguyên. Đấy. Rồi. Và tiếp theo mình sẽ nói đến cái phần nữa đó là có phải là cái biến cục bộ này thì nó có thể hoạt động ở tất cả bất kỳ cái hàm nào ở trong cái file này hay cái chương trình này hay không. Đấy, thì mình sẽ giải thích như sau với cái biến cục bộ này, biến toàn cục này. Đây,
thì nó, cái tầm vực của nó chỉ được hoạt động ở trong cái file của hàm main này, tức là nó chỉ được hoạt động ở trong cái file .cpp đấy. Thì trên đây là một số cái giới thiệu về cái biến toàn cục đấy. Và tóm lại thì các bạn cần phải nhớ là cái biến toàn cục là cái biến mà nó được mặc định đấy, giá trị của nó sẽ là bằng 0 đấy. Và nó được thì được nó sẽ được sử dụng ở những cái hàm main, sử dụng ở trong cái hàm main này đấy. Tức là gì? Tức là nó được phép nó được sử dụng đấy, cái tầm vực của nó là ở trong cái file file main .cpp này đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.